Với hơn 100 hectare liên kết cùng nông dân Lâm Đồng, Sunfood bắt buộc phải có những kế hoạch sản xuất cụ thể, phân bổ từng loại cây trồng đến từng diện tích chi tiết để đảm bảo được lượng hàng hóa đầu vào và đầu ra của hợp tác xã. Không phân bón hóa học, không phun thuốc bảo vệ thực vật, không phun thuốc kích thích sinh trưởng, không sử dụng thuốc dị cỏ, không sử dụng sản phẩm biến đổi gen. Đây là tiêu chí mà hợp tác xã đưa ra khi liên kết với nông dân người nông dân được đào tạo chuyên sâu về cách trồng, chăm sóc và bảo quản. Các khâu chế biến, vận chuyển, phân phối đều tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn thực phẩm. Và mùa dịch này do liên kết hợp tác xã nhìn đâu ra của tôi rất là ổn định, giá cả rất là ổn định luôn. Sân Food có hệ thống tiêu thụ ở 36 tỉnh thành trong cả nước với 70 loại rau củ quả phong phú của Đà Lạt. Vì vậy, thời gian này, việc tiêu thụ nông sản vẫn rất ổn định. Thêm vào đó, do các tỉnh thành bị giãn cách, nhu cầu giao hàng tận nơi tăng cao. Tận dụng cơ hội này, Sơn đã tận dụng mạng xã hội lập những kênh bán hàng online, giao từng thùng rau củ quả đến tận tay người tiêu dùng. Với phương án sản xuất kinh doanh nhanh nhạy, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người tiêu dùng, nên sản lượng cung ứng nông sản trong thời điểm này tăng cao gấp 4 lần so với bình thường. Đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt những cái dòng sản phẩm thiết yếu thì Sinh là một trong những đơn vị rất may mắn được nào trong những nhóm hàng thiết yếu này. Thì chính vì là à, trong cái mùa dịch này thì sản lượng rau củ quả của Sinh Food mà đưa ra thị trường nó cao gấp 3 gấp 4 lần so với trước khi có dịch. Thì bên cạnh đó thì Sinh cũng có những cái chiến lược rất là cụ thể về để mở rộng cái quy mô sản xuất ra. Ví dụ đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi đang nhân rộng ra và hiện tại bây giờ là chúng tôi đã có hơn 100 hecta liên kết sản xuất với 149 hộ dân. Mà điều đặc biệt nhất là chúng tôi với lại tập đoàn Dân Việt giao hàng tầng nơi đó. Thì đến thời điểm này là sinh vút là một trong những đơn vị là tạo ra được một cái dấu án lớn đối với người tiêu dùng đặc biệt đó là cái kênh doanh nghiệp. Bây giờ tôi có những cái doanh nghiệp đạt của chúng tôi mỗi ngày đi có những doanh nghiệp đạt đến 270 xuất, ít nhất cũng là 50 xuất để đưa các sản phẩm rau củ của những sản phẩm thiết yếu đến cái người lao động, người công nhân của họ. Nguồn thực phẩm thiết yếu đến với từng nhà với giá cả bình ổn, mang đến cho bữa ăn gia đình nhiều dinh dưỡng, đủ sức đề kháng chống lại dịch bệnh. Giải pháp này giúp hạn chế phải ra đường, tụ tập đông người tại các chợ để mua rau củ quả, tránh dịch bệnh nguy hiểm lây lan. Cũng nhờ vậy, rau củ quả không bị ứ động, các hộ nông dân là thành viên của hợp tác xã vẫn duy trì sản xuất, thậm chí nâng cao thu nhập. Mùa dịch này là cơ hội để chúng tôi tiếp cận với người tiêu dùng trực tiếp. Và qua dịch thì chúng tôi mở sàn giao dịch để đưa những sản phẩm không những rau củ của Đà Lạt mà là 63 sản phẩm đặc sản của của trên toàn quốc sẽ được sinh phút phân phối và đưa đến người tiêu dùng trực tiếp. Dự kiến trong cuối tháng 8 năm nay, hợp tác xã Sinh Food cũng sẽ cung cấp đơn hàng lên đến 15 tấn một ngày, gấp đôi so với hiện tại cho thị trường miền Trung. Vì vậy, Hợp tác xã đang mở rộng diện tích liên kết với nông dân lên thêm 76 hecta tại các vùng Đức Trọng, Lâm Hà. Đây là một trong những cách làm hiệu quả trong mùa dịch khi mà vận chuyển khó khăn, thị trường bị thu hẹp như hiện nay. Được biết, ngoài Sun Food, nhiều doanh nghiệp Hợp tác xã rau củ quả trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng đã thành công với cách làm linh động này.